bên trái có cái ghế. Rồi, mời hai anh chị tháo mặt nạ của mình ra. Hello, chào anh. Dạ, chào chị Cát Tường. Rồi, chào chị. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân nha. Anh nói lớn cho bên đây chị có thể nghe được ha. Dạ, em tên đầy đủ là tên Châu Đình Học. Dạ, vợ bác em là Tịnh Quyên. Công việc hiện tại của em là em có chiếc cano cũng nhỏ nhỏ, đưa đón khách đi đảo Hòn Nưa, lặn ngắm san hô và xin chụp hình ở dưới nước. Biết lặn không? Dạ biết. Dạ. Là đưa khách đi là mình có đưa khách cho tham quan lặn san hô. Dạ, luôn. Dạ có, em là vừa thợ lặn luôn mà vừa thuyền trưởng của chiếc cano đó. Ồ. Khách đi đâu là em chỉ hướng dẫn khách xuống nước, rồi hướng dẫn lặn em dùng máy chụp hình để xin cho khách. Rồi, là coi như mình tự làm luôn, tự kinh doanh luôn ha. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, công việc này em làm được 6 năm rồi. Rồi trước đó thì mình làm gì, hay là mình có thêm nghề gì không, hay là mình chỉ làm một nghề một này thôi? Dạ, trước đó em có đi học qua thuốc nam, rồi sau đó em đi làm biển. Xong lúc đó cái bạn bè đi làm biển là đi làm gì? Là đi đánh bắt xa bờ á. Rồi, hiểu hiểu. Ok, rồi, cảm ơn nha. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu, nói lớn lên cho anh bên này nghe luôn. Mình tên gì nè? Dạ, em chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Thanh Mai. Năm nay em 39 tuổi, em thì đến tại Khánh Hòa, thôn Hoàng Lai, xã Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Chỗ đó là với Phú Yên là xa hay gần nhau hả? Nói chung là sát nhau. Qua đâu đó lần nào chưa? Dạ chưa sát nhau mà xe cửa ngõ chị, xe cửa ngõ chị. Là mình đi bằng cái đường gì nó tới, thí dụ đi là đi máy bay hay là đi xe? Từ đây qua đây là muốn gặp nhau đi bằng cái gì? Từ đây qua đây mà nếu mà chị cho thì giờ mới là thấy rồi. Giờ mới là thấy rồi. Thôi bớt đi ông nội ơi, người ta đang hỏi mấy mốt mà thí dụ hai người quen nhau mà đi thăm nhau là mình sẽ đi bằng xe hay là dạ, sao? Dạ đi bằng xe, chắc khoảng 100 cây ạ. 100 cây hay hai? Dạ dạ chắc khoảng 100 cây gì cũng gần mà. Rồi mình nói chút xíu về công việc của mình là gì với em? Dạ công việc của em là em làm công chức nhà nước. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em thì có cái điểm mạnh là em biết nấu ăn, em biết chăm sóc gia đình. Em cũng có tham gia kinh doanh online một số mặt hàng. Mình đang sống với ai? Dạ em cũng đang sống với mẹ và con gái em. À có con gái hả? Con gái mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con gái em 12 tuổi. Rồi vậy thì thôi bây giờ sẵn được chị hỏi luôn về cái tình duyên của mình nha. Dạ dạ. Là mình kết hôn từ khi nào? Năm 2010 là em kết hôn và năm 2011 là em sinh bé. Trong quá trình mà sinh mang bầu và sinh bé thì giữa em và anh ấy xảy ra những cái bất hòa, bắt đầu với nhau về cái cách chăm sóc con cái. Chúng em ly thân nhau. Con lúc đó con còn nhỏ quá thì em cũng nói là thôi kéo dài cho nó, cho con lớn thêm tí nữa. Ừ. Gần tới năm 2015 anh đó có người yêu khác. Và cũng còn có con 26 thì tụi em ly hôn. Mình có ngại khi mà bên này là mẹ đơn thân thì mình có ngại không? Dạ không ạ chị. Mình đã có gia đình chưa? Dạ chưa ạ. Còn Nguyên hả? Trai dạ, Tân hả? Dạ. Rồi mà không ngại phải không? Dạ không. Rồi thế chị hỏi tiếp, nhưng mà vì sao, lý do gì mà mình chia tay vậy em? Mình có con rồi mà mình không thể hàn gắn được hả? Thứ nhất là bắt đầu quan đợi điểm, và thứ hai nữa là trong cái cách chăm sóc con cái thì giao hết luôn cho một mình em, cho nên là đôi lúc em bị áp lực á, áp chế, cho nên là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Như vậy thì cuộc sống cũng vất vả ha, mà có bà ngoại phụ chăm hả? Ừ, dạ. Rồi ok, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Học? Dạ điểm mạnh của em thì công việc vẫn cứ làm hàng ngày, không có thời gian để ở rảnh. Ngoài công việc ra thì anh đi lên núi lấy thuốc, là cuốc cỏ trồng rau. Cuộc sống có vẻ an nhàn quá ha. Dạ. Bình lặng quá ha. Nhà mình đông anh chị em không? Bố anh em trai một em gái. Em kết hợp một miếng đất cũng nhỏ nhỏ. Ừ. Tầm 2.000 mét vuông á. 2.000 mét vuông? Dạ. Làm gì? Điểm dừng chân của khách du lịch á. À có nghĩa là mình có một cái địa điểm kinh doanh riêng là mình ở đó luôn, còn ba mẹ là ở nhà riêng. Dạ. Vậy bây giờ rồi có bạn gái, có thời gian để dành cho bạn gái không? Thấy bận quá trời. Dạ nếu có bạn gái thì sẽ giảm bớt cái công việc lại, quan tâm lại cho bạn gái. Mà giảm công việc lại là coi như giảm tiền. Cũng như đó Tình duyên sao? Dạ em trải qua hai mối tình. Rồi. Cái lúc năm em 20 tuổi em có quen một người bạn gái gần nhà. Sau đó người mẹ thì thấy tính tình em đàng hoàng, không nhậu, không cà phê, không thuốc lá. Thì biểu thôi thương ai cũng được, thương Học nó gần nhà. Xong cái người con gái đó không chịu, mẹ cứ ép nhất. Cái người con gái đó cái buồn ý bà đi làm xa một năm hai năm gì á, xong gì đám cưới. Cái nó ủa sao nhanh vậy? Lúc đó xong em cũng hơi buồn buồn, thời
Giang với em không nghĩ tới đạt tới vấn đề của quen bạn gái nữa. Năm 25 tuổi thì em cũng có quen một người bạn gái ở Khánh Hòa, Đà Lạt 2 tháng. Anh quen em á thì anh phải nuôi bố mẹ em, xong rồi nuôi em nữa. Em mới nói, ủa em ơi, anh mới có quen em mà biểu anh nuôi bố mẹ em nữa, rồi anh đâu có điều kiện đâu mà anh nuôi. À, mới 2 tháng thôi thì cũng nói vậy. Bạn đó thì lớn hơn em 1 tuổi. Rồi bây giờ thí dụ lúc đó là 25 tuổi ha, còn bây giờ là 30 mấy tuổi rồi. Thí dụ giờ bên đây cũng nói là giờ hai mình mà quen nhau lấy nhau, anh phải nuôi em với con em nữa rồi, thì em trả lời sao? Thì nếu được thì cũng đâu phải sao đâu, vậy tốt mà. Vậy sao hồi đó không nuôi ba mẹ của cô kia? Thì vì người đó có điều kiện mà sao tự nhiên bị em nuôi, còn đây là khác. Đến với nhau gì tình cảm nó phải đến nhau chỉ ủa anh phải nuôi ba mẹ em à? Có nghĩa là nghe lúc đó mình nghe kiểu nói chuyện mình cảm thấy nó không có ổn lắm, phải không? Chứ không phải là mình là không có chịu là bảo bọc san sẻ cho người mình yêu, đúng không? Rồi em muốn tìm một người bạn gái mẫu người như thế nào? Thì người bạn gái đó cũng hơi cao cao một chút, họ bằng em hay là 1m55, da trắng, hiền, biết nấu ăn chăm sóc cho chồng trong những lúc mà đi chồng đi làm việc gì, có bữa cơm trong gia đình thì thấy rất là vui. Ở vùng biển mà đòi hỏi mà da trắng thì nhiều lúc đòi hỏi thì vậy, trời cho gì thì được. Trời cho gì được cái nấy hả? Thì dù vợ mà theo mình về nhà mình là đem thun cả con về luôn thì mình có ngại gì không? Dạ không, coi cũng như con của mình. Mình chăm sóc, quan tâm cho nhau. Rồi, ok ha. Mình cũng nghe anh chia sẻ rồi, còn bên mình thì sao? Cái nguyện vọng mình như thế nào? Mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào nè? Em còn có mẹ già và có con gái riêng. Em cũng muốn là anh đó thông cảm, chia sẻ cho em, cùng hài hòa. Thì nếu mà anh đó cũng thương mẹ em, thương con em thì chỉ cần anh đó thương em một thôi thì em cũng có thể cố gắng bù đắp tới 10. Thì em nghĩ là phải thứ nhất là thương gia, tôn trọng gia đình em, mẹ em và con gái em, chia sẻ với em những công việc đó thì em cũng sẽ bù đắp lại. Thì em cũng chỉ vậy thôi, chứ em cũng không có cầu mong gì hết. Và thứ hai nữa thì về cái tài chính thì nói chung là tính em thì cũng không có, cũng hơi bị là thoải mái một tí, cho nên là em cũng không muốn là anh đó cũng phải so đo tính toán với em những cái tài chính rõ ràng. Về vấn đề tài chính thì ai cũng có tài sản riêng hoặc là ai cũng có công việc riêng, thì có thể là mỗi người tự quản lý cũng được, không em cũng không có quan trọng lắm vấn đề đó. Hai người ai cũng có công việc ổn định riêng hết trơn, ai cũng có sự nghiệp riêng. Theo như chị quan sát thấy thì ai cũng có cái tài chính nó ổn định hết rồi. Thì bây giờ lấy nhau này, theo như hai bạn, ví dụ bây giờ em phải qua bên này sống, qua cái tỉnh của ảnh để sống thì em thấy như thế nào? Em cũng có ý kiến là nói thẳng luôn là bây giờ mẹ em cũng già rồi, thì em nói chung là em cũng ở nhà đó. Mẹ em năm nay là 86 tuổi rồi, nếu được thì em vẫn ở đây. Công việc của em là dù sao thì cũng 10 mấy năm rồi, công chức nhà nước, thì em cũng không bắt buộc là anh phải dành hết thời gian cho em, mà tạm thời là nhà em thì em ở, thí dụ như tuần này anh về hoặc là tuần sau em chạy tới qua nhà anh gì đó, thì nếu được thì nó sẽ ok hơn. Ý em thấy sao tới cái đoạn đó trước rồi đã thấy sao? Dạ, ý em cũng thấy nó hơi sai. Hơi sai. Thì vì em làm du lịch ở Vũng Ro á, thứ hai thứ ba có khi một ngày em dẫn 50-60 khách. Em đi dưới nước mà từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều em về, lúc nào người em ở dưới nước em lặn hết á. Dạ, rồi em về khi em mệt thì em nghĩ là mình có vợ về những lúc mình mệt á, có bắt cơm ăn. Thì nếu em thơ người thì thơ cũng được thôi, nhưng mà vợ nấu cơm mình thấy nó ăn ngon hơn. Em cũng nấu được, chứ không phải là không được. Đã lớn tuổi rồi, cứ vợ giờ ở gần gũi quan tâm với nhau. Mà cứ giờ người ở Khánh Hòa, người ở Phú Yên cũng hơi cách khó, nhau cũng cả 100 cây số. Nó lại hơi khó. Mà cái khách của em thì nó lại có liên tục, và thứ bảy chủ nhật thì nó nhiều nữa. Nhưng bây giờ mình cái gì mình cũng muốn thì cũng hơi khó. Tại vì bây giờ cái tuổi của mình rồi là mình đã gãy đổ một lần. Mà nếu mình đưa cái tiêu chuẩn cao quá, mình không chịu qua nhà chồng ở rồi làm sao bắt cho chồng qua nhà mình ở được. Cho nên cái này em cũng cân nhắc lại xem như thế nào. Tại vì không riêng anh này đâu, mà chị nghĩ bất kỳ anh nào cũng vậy hết trơn á. Cái tuổi của tụi em á là chắc chắn ai cũng có cái sự nghiệp công việc riêng hết trơn rồi. Em 30 mấy thì cái người đàn ông cũng 30 mấy 40 là người ta ổn định. Chứ ví dụ như 20 mấy 30 tuổi á thì mình thương lượng nhau đi về, hoặc là có thể là mình bắt rễ hoặc là này kia. Cụ thể ông này ông còn chưa vợ chưa con nữa, mà bây giờ mình như vậy nó cũng là cũng hơi khó. Đây là hình của em phải không? Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m55. Cô gái 39 tuổi. Nào dòm thử coi.
Em cao mét mấy? Em cao mét 66. Mét 66. Đây coi một chàng trai vùng biển 1m66, dòm thử coi có anh nào chậm không. Chịu anh nào tôi làm may cho. Một bà mẹ đơn thân, con 12 tuổi. Đây. Đâu? Cô ấy ngoài này hả? Cầm thử đi, lát nữa mở cửa trái tim đoán có trúng không chứ giờ chị đâu biết. Đâu có nhìn ra thấy ảnh là ai anh nào không? Hả? Đây. Anh áo đen đó hả? Lý do sao chọn anh áo đen đó? Tại em thấy nhìn cái vẻ hơi chững. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn về cửa trái tim nha, để mình xem coi là ngày hôm nay mình gặp nhau rồi cảm xúc của mình như thế nào. Mở cửa trái tim. Đây. Rồi hai bạn chào nhau đi ha. Gì đây? Qua cửa trái tim rồi luôn. À, đây đây, đâu cần đi, đi qua đây luôn. Đây là trái xây. Tự anh đi lên núi hái gì à. Khi mà em xoa bóp là em lắc cái chai rượu nó lên. Cái tinh điện dầu nó chìm xuống. Là cái rượu này là điều trị là nhức mỏi, ngứa, dị ứng, quay bị hạt trai. Chích thuốc nhiều bị ách xe. Dạ tặng lại cho em ạ. Wow. Toàn là cái này tự làm không đó. Dạ. Chúng em cảm ơn anh. Thì em cũng có cái món quà. Thứ nhất là em thì em cũng có kinh doanh. Cái này là mật ong rừng, rồi đem tặng anh. Thì cái này cũng giữ cho sức khỏe. Và món quà thứ hai mà em muốn tặng anh đó là một cây viết. Em muốn là đến với chương trình thì em cũng muốn là nếu mà mình được thì mình hãy cho nhau một cơ hội. Và anh sẽ dùng cây viết này mà anh viết tiếp nửa cuộc đời còn lại của mình. Em xin tặng anh. Cảm ơn em nhiều. Dễ thương quá. Nhưng mà bây giờ người ta đoán em là đúng rồi đó. Cái ổ đen đúng không? Bây giờ em đoán người ta trật lất. Giờ nhìn lại coi cô là cô nào. Coi điêu gương. Đó. Giờ mình phạt cậu ảnh gì đó em? Dạ em cũng biết phạt cái gì luôn á. Em thấy rất là buồn vì anh không nhận được ra em. Thôi giờ biết hát không nè? Dạ không ạ. Hết đất. Dạ biết. Rồi vô. Biết bao nhiêu cái chị? Tùy hỏi cổ. Biết bao nhiêu cái em? Dạ nếu được thì 100 cái cho cổ. Nhiều bà quá. Chị thôi. Thôi 10 cái được rồi. Nói okay, không? Được. Được. Mời. Rồi bắt đầu đếm đi em. Cái sầu dữ nè. 5 6 7 8 Dần bị biến mà rắn rỏi. 10 coi. Mặt không biến sắc ha, cười tươi như hoa ha. Được. Rồi, bây giờ cảm xúc đầu tiên khi mà em nhìn thấy ảnh thì em thấy như thế nào? Dạ thì em nói chung là cũng thấy hài hòa, dễ mến. Vậy là cũng vui rồi, tín hiệu mừng. Còn em thở nổi chưa? Rồi, lần đầu tiên khi nhìn thấy cổ dạ, thì cảm xúc nổi. Cảm xúc trong người mình như thế nào nè? Dạ cũng vui. Được gặp một nửa của đời của mình. Hả? Tìm một nửa được của mình. Tìm được một nửa của mình. Dạ. Rồi đó hả? Tìm thấy được rồi đó hả? Dạ thấy được. Không lẽ dữ vậy? Từ từ bình tĩnh. Bây giờ Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ cùng ăn một bữa trưa với chương trình nha. Rồi tự coi như là tìm hiểu. Ở đây thì Tường để sẵn đây là hai cái lá bài. Trong này có những cái chủ đề để mà hai người có thể chia sẻ với nhau. Thời gian không có nhiều đâu nha. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức buổi ăn trưa cùng nhau. Do chương trình này mà hôm nay anh được có món ăn rất là ngon. Và ăn với là em cảm thấy rất là vui. Anh mời em ăn ạ. Dạ rồi, qua chương trình này thì em cũng thấy là mình có được một món ăn rất là thú vị. Và cũng được gặp một người bạn, một người em cũng không biết là hôm nay thì sẽ nói bạn trước. Và một người có thể gọi là một nửa của mình. Thì em cũng thấy rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều ạ. Dạ. Anh mời em ăn ạ. Dạ dạ. Em ăn em thấy có ngon ạ. Dạ rất là ngon. Được đó, không ngon anh và anh đút cho em ạ. Nếu mà được thì càng tốt. Vậy à? Dạ. Để anh sẽ đút cho em ạ. Em cảm thấy lần đầu tiên anh đút ăn em thấy có ngon không? Không những được ngon và nó cũng có một cái gì đó rất là thú vị. Được có người đút cho mình ăn. Từ xưa tới giờ hầu như là chưa được điều đó. Để tham gia với chương trình thì em cũng được đút cho anh một miếng.
Cảm ơn em. Cảm ơn em. Lâu lâu có người bạn gái biết ăn ngon thiệt. Trước giờ ngày nào cũng lúc cũng được. Dạ, thì nếu được về sau nếu được thì có thể là ngày nào em cũng sẽ đúc. Lúc đầu thì có thể nó sẽ hơi khó khăn một tí, nhưng mà nếu được thì về sau. Thời gian còn dài mà. Như công việc mà của anh đang làm du lịch đấy, nó có cách thường xuyên á. Nếu mà quen á, đến với nhau á, thì em có thể cùng mẹ hoặc là con của em ra ở với anh thì được. Cái chuyện mà ra ở với anh thì lúc đầu thì em nghĩ là hơi khó, tại vì giờ đó là cũng có thể gọi là em đang ở nhà từ đường dạng gì, cho nên giờ mẹ em cũng già rồi thì nếu được thì anh cố gắng chờ em thêm một thời gian nữa, một người mà sẵn sàng bỏ cả mẹ và con. Thôi anh kêu dắt ba, dắt mẹ với con. Dạ, tại giờ em đang có nhà mà sẽ em dắt được. Em mời em ăn. Dạ rồi. Hãy nói ước mơ của bạn về một mái ấm mà hạnh phúc trong tương lai. Em cũng là người của gia đình, thì em cũng ước mơ có một gia đình cũng như anh hồi nãy, là hàng ngày về chung một mái nhà, cùng nấu ăn, cùng trồng những cây hoa. Thì ở nhà em cũng là khá là thích chăm hoa, em cũng có một vườn lan, em rất là thích trồng cây, trồng hoa và trồng rau quanh vườn. Thì em cũng muốn là có một cuộc sống là bình dị, không ồn ào xô bổ, là sáng đi làm, chiều về với gia đình và chăm sóc con cái, chăm sóc cây. Muốn hỏi em bây giờ cái vườn lan đó anh thế cho chỗ vườn lan đó em phải chăm sóc cho anh không? Ngay từ lúc đầu em đã nói rồi, điểm mạnh của em là chăm sóc gia đình, cho nên là để mà chăm sóc thêm anh nữa thì cũng rất là tốt thôi. Về nấu nướng hoặc là làm tất mọi việc là em đều làm hết, tại vì em là mẹ đơn thân, con em từ khi đẻ ra tới giờ một tay em chăm, và mẹ thì em nghĩ là những điều đó là đơn giản thôi, đơn giản đối với em, đơn giản đối với em. Nếu như hôm nay mà anh có gia đình rồi có thêm một người con nữa thì em nghĩ nó sẽ hợp hơn. Em hơi bị ngại là vì anh chưa có gia đình. Đâu có sao rồi em. Vậy em thấy anh em có mến không? Em qua cái cách nói chuyện thì em cũng thấy hiền. Cũng thấy là cũng hợp là về cái những cái mơ ước, những cái thực hiện của mình, ý tưởng của mình. Còn anh thấy gì về em? Thấy em ok, công việc cũng ổn định. Rồi, nãy giờ mình chia sẻ với nhau ha, ở ngoài tường ngồi nghe cũng rất là dễ thương ha. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ có chị. Hai dạ, người đó là dạ, người em mình chị luôn hả? Cháu, dạ. Chị với ai? Chị với là thằng cháu. Dạ chị làm chung quán với em. À quán gì? Quán đỡ mua bán hải sản cho khách du lịch. Ồ, oh, dạ. Rồi mời hai người vô đây luôn à. Em đi một mình hả cưng? Rồi, giới thiệu về mình chút xíu nha. Mình Anh cũng là chị họ và cũng là người đồng hành kinh doanh bên mảng điểm dừng chân, hướng dẫn khách đi là ngắm san hô cùng Châu Học. Rồi, làm chung với nhau được mấy năm rồi đó ha. 6 năm luôn. Rồi, còn bạn? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em là Quốc ạ. Em là cháu của chú Châu Học. Cháu thì sao? Dạ, cháu họ. Cháu họ. Rồi, như vậy là cũng là những người thân và cũng có làm ăn chung với nhau, chắc cũng biết tánh tình của anh Học như thế nào rồi. Khi mà chị nghe thì cũng rất là đồng cảm. Cái hoàn cảnh của phụ nữ như thế này rất là thiệt là đáng thương. Thì nói chung cũng ở giữa chương trình, thì nếu có cơ hội thì cũng khuyên Châu Học cũng là em, nên mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu được thì cứ tìm hiểu. Nói chung bây giờ mình cũng đang trên đường tìm hiểu mà. Thì Học thì là một người rất là chân tình, sống rất là có tâm và luôn đi giúp đỡ nhiều người. Cái này đó là cũng là điểm mạnh của Học. Điểm mạnh, tức là điểm mạnh của Châu Học bao nhiêu, nhưng mà điểm yếu của Châu Học là nói chuyện thì không, nói chung là rất là nhút nhát, tại vì người cứ ở dưới nước ấy. Bạn gái, em gái thì chị rất là đồng cảm và hiểu cái nỗi phụ nữ nào mình cũng muốn mình là được tự do, thoải mái. Nhưng mà mình không có được may mắn như những phụ nữ khác. Thì như vậy chị thấy em là đã cố gắng và nghị lực em rất là tốt. Em cố gắng lên. Dạ, em cảm ơn chị. Và ý của cháu trai sao nè? Mong sớm có một cái mái ấm gia đình cho nó thật là hạnh phúc. Nói chung chắc chắn nhìn vô là mình sẽ thấy là có những khó khăn, vì ai cũng công việc bận rộn hết. Nhưng mà nếu ai cũng cứ khư cái lo cái cuộc đời của mình thì làm sao mình có tiếng nói chung được. Nếu có tình cảm tự động với hai cái con đường đó song song, từ từ nó sẽ sáp, cuối cùng nó cũng sẽ có một cái điểm dừng chân lại, nó trùng như nhau.
À, hỏi thêm xíu về cái chuyện làm ăn, kinh doanh hải sản là ổn định không chị? Nói chung là hướng dẫn tour ấy thì mùa mưa là không có làm được. Nhưng mà hải sản tươi sống ấy, thì là lúc nào cũng quanh năm. Nói chung là công việc làm ăn là cũng ổn định là ha. Ổn định. À, không có cái mùa mà không có du lịch nhiều là cũng lên bờ chứ đâu phải dưới nước không? À, đúng rồi. Thì ví dụ mùa mưa là bạn học lên để là chữa bệnh giúp người. À, bạn đi học thuốc nam là 11 năm. Dạ dạ rất là học tốt. Học cầm tay chỉ việc. Yeah. À, về ví dụ như các cái chai rượu lát nữa học cũng có chuẩn bị để tặng chị các anh chị làm ở chương trình. Rồi. Thì cái rượu là tự học đi lên núi hái cây từng loại cây rồi về mua rượu về là tự giặt ra và ngâm từ tay học làm. Ừ, quá tốt luôn. Rồi cảm ơn hai cô cháu ha, rất rồi. Là nhiều cảm ơn nhiều. Rồi. Cơ hội cuối cùng là mời bạn học bước qua bên đây, mình xin phép mình đứng lên rồi nắm tay bạn gái 30 giây, mình nhìn nhau để mình coi có cái cảm xúc gì khi mà mình có một cái sự va chạm như vậy hay không. Theo tay em ảnh mà xong chương trình này em có cho anh cơ hội quen nhau mà. Dạ, đến với chương trình thì em cũng rất là chân thành, em cũng muốn là thứ nhất là cho mình một cơ hội là trước, và thứ hai nữa là cho anh một cơ hội, nếu mà được thì em cũng muốn mình có một cơ hội để mà tiến tới, chứ còn em cũng không phải là đến để vui chơi. Rồi em cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Rồi tuyệt vời, về chỗ. Thì đây coi như là một cái duyên, còn các bạn có thấy có trân trọng cái duyên này hay không, mà mình có cảm nhận là đối phương có hợp với mình hay không, có cho cơ hội không là quyền của các bạn. Nếu đồng ý hẹn hò cho nhau cơ hội thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền tự động lấy tay ra. Nó ồ thôi chị Từ chỉ làm mai người này mình không thích, có quyền lấy tay ra. Còn khi đã bấm thì mình phải cố gắng tạo điều kiện để hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ạ. Nhắm mắt lại nha. 1. Suy nghĩ thật kỹ, hãy xem trái tim mình mách bảo như thế nào. Dùng lý trí phán đoán xem, ồ, người này được hay là không. Mình đã có gia đình chưa? Dạ chưa à. Thì dù vợ mà theo mình về nhà mình là đem thun cả con về luôn thì mình có ngại gì không? Dạ không, con cũng như con của mình. Mình chăm sóc, quan tâm cho nhau. 2. Nếu như hôm nay mà anh có gia đình rồi có thêm một người con nữa thì em nghĩ nó sẽ hợp hơn. Em hơi bị ngại là vì anh chưa có gia đình. Và 3. Ủa sợ bấm không kịp hay gì, ba cái là làm chụp cái rụp liền vậy. Sợ mất. Sợ mất. Cảm ơn hai bạn nha, rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đứng lên đây nha. Trước tiên là chị Tường có món quà này từ chương trình để làm đẹp ha. Những cái son tặng cho bạn gái để mà mình trang điểm để làm đẹp. Bây giờ mình nắm tay nhau đi nè. Mặc dù 30 phút của chương trình thì nó rất là ngắn, nhưng mà hy vọng là cố lên nha. Dạ. Mùa này mùa nào mà tranh thủ trồi lên mặt nước thì đi kiếm tổ nha. À, còn cái nào ảnh lặng quá thì thôi mình chịu khó mình đi thăm. Mình đều là người có điều kiện hết rồi, kỹ mình sắp xếp được ổn thỏa công việc. Vì Tường tin rằng mỗi người hy sinh một chút thì sẽ có cái thời gian dành cho nhau. Rồi, chúc mừng hai bạn ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay là một cái kết thúc rất là vui, rất là viên mãn ngay tại chương trình. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình của cặp đôi này và chúc phúc cho họ quý vị nha. Và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha.